Chào tất cả mọi người, mọi người có thấy trên tay em là một hộp gì không? Một hộp toàn chữ Trung Quốc thôi. Đây là một cái món ăn, nó là giống như là nó là món ăn liền á mọi người, mà nó rất là hot trong khoảng thời gian gần đây và trước đó rồi. Nhưng mà bây giờ em mới có cơ hội để mà mình ăn thử cái món này. Đây, đây mọi người xem nha. Cái này là em đặt mua trên mạng mọi người, em đặt trên mua Lazada. Em đặt mua trên Lazada, đó là một hộp như vậy là khoảng 200 mấy. Em coi trên mạng em mua người ta là có 100 mấy, 160, 170, mà không biết tại sao em không có tìm ra được chỗ nào bán 160, 170 hết trơn á, toàn là 200 mấy trở lên thôi. Đây hình như là rau củ á mọi người, rau củ và thịt bò. Rồi bây giờ em khui đây nha, em khui đây nha. Em nghĩ đây là một cái bịch đũa muỗng khăn giấy, không biết là gì luôn. Đây là mì nè, đây là cái đồ nấu. À dưới đây vẫn còn. À đây là xúc xích hay gì đi nè, chắc gì nè. Cái này nó hút chân không rất là cứng. Còn cái này thì nó hơi nước nước. Nó hơi nước nước. Đây là một cái gói ớt, chắc là vậy. Ớt hay gì đó. Đây. À còn đây là một cái gói để mình bỏ nước sôi vô là nó sẽ sôi nha mọi người. Đó, rồi bây giờ trước tiên là mình bỏ đồ ăn vào cái này trước nha. Đầu tiên là bây giờ em sẽ khui khui mì trước nè. Cho mì trước không ta? Đây em cho mọi người coi cái cọng mì này, nó là cái loại cái cọng mì mà nó cọng to á mọi người. Bây giờ tiếp theo em cho cái gói khô này đi ha. Ủa nó có cái vết xé nè, vậy mình khỏi cần kéo, nó có cái vết xé hết. À nè mọi người coi nè, đây là mấy cái rau củ khô á mọi người, cái thịt bò hay gì đó. Nấm nè, đồ khô nó sấy khô hết đó. Rồi bây giờ tiếp tục tới cái bịch hút chân không này nha mọi người, hút chân không cứng nhắc này nè. À nó là bánh gạo. em cứ tưởng nó là xúc xích hay gì chứ, nó là bánh gạo nha mọi người. Xé từng cục như vậy để cho nó dễ chín nha. Hình như mấy cái miếng này là mấy cái miếng bò mọi người, như vậy đó. Đây vào trong đây em thấy là nó có để hình bò nè. Mì và bánh gạo. Bây giờ em sẽ cho cái gói sốt nước nước này vô nha. Cái này chắc phải cắt rồi. Đây nó có đồ đây nè, nó có đồ cắt đây nè. Nó là cái gói nước sốt đó mọi người. Rồi bây giờ em đổ gói nước sốt này vô nha. Mùi thơm á mọi người. Thơm thơm, nó không có cay, nó không có hắc lên mà nó rất là thơm luôn. Rồi. Rồi em nghĩ gói này chắc là cái gói ớt này. Cái gói ớt nếu mà ăn cay thì mình bỏ vào á. Cái này mình cũng không cho nhiều đâu ha. À không, nó là một cái gói tương, nó là một cái gói tương. Thật ra cái lúc mà em đặt á, em chả biết là em đang đặt cái mùi gì. Nó gửi mùi nào về mình ăn mùi đó thôi à, chứ em cũng không có biết rõ về tất cả các mùi của cái loại lẩu này. Như trong đây còn nè, vét luôn. Đây là chủ nghĩa không bỏ mứa nha mọi người. Rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ cho một tí xíu nước vào đây nha.
mình cho mọi người thấy ở trên đây là nó có cái dằn này không, nó có cái dằn đường này đó. Rồi mình sẽ đổ nước vào ngay ngay cái lằn đó nha. Trời. Cái ly này khó đổ quá. Bây giờ là mình xé cái gói này ra mọi người. Bây giờ mình sẽ xé cái gói này ra. Gói này khi nó dính nước rồi nó sẽ nóng lên á. Bây giờ là chuẩn bị. Nó nóng lắm á nha mọi người. 1, 2, 3. Thêm miếng nước nữa. Rồi. Để cho nó nóng rồi mình sẽ bỏ vào đây. Chút xíu nó nóng lắm á nha. Bây giờ là mình sẽ úp nó lại. Chút xíu là nó sẽ bốc khói lên luôn á mọi người. Ở đây nó có cái lỗ nè. Nè bắt đầu nó sôi sôi, em bắt đầu đó. Khói đây nè, mọi người có thấy khói không? Ủa, nó nóng nè mọi người. Nó nóng ở đây, nó nóng. Ui, nóng. Nóng. Bây giờ mình dọn rác đã. Ăn nhưng không quên được là phải có vệ sinh nha mọi người. Để mình lau tay đã. Ở đây bốc khói rồi mà nó bốc nhẹ nhẹ thôi, tí xíu nó mới bốc nhiều. Đây nè, đây là cái gói khăn giấy. Khăn giấy đuổi muỗng. Ủa muỗng gãy rồi. Kỳ quá nha. Muỗng gãy mất tiêu rồi. Thôi giờ mình lấy muỗng nhà ăn vậy. Giờ chỉ có đũa với lại giấy thôi. Đũa với lại giấy. Ô đũa cũng dễ thương quá mẹ. Đũa nó có mấy cái chữ Trung Quốc này nữa nè. Thank you so much. Sau bây giờ mình phải chờ khoảng 15 phút nha mọi người. Chờ khoảng 15 phút nha. Hôm nay là em cũng mới đi làm về luôn rồi mọi người. Mọi người có thấy em mặc cái áo ở chỗ đó không? Ở chung chỗ làm này. Em có thấy cái món cái lẩu nồi lẩu này nó sẽ hợp nguyên nóng á. Nó sẽ hợp khẩu vị với em á nha mọi người. Tại vì cái mùi nó rất là thơm mà nó cũng không cay lắm. Mặc dù nhìn nó đỏ thiệt. Đỏ thì đỏ thiệt nhưng mà sẽ không cay. Với lại em thấy nó quá trời đau củ. Trời nóng quá. Nó hơi bốc hơi tí xíu. Phải kỹ chưa ta? Phải kỹ nha, nó mới chín đều á nha. Ôi vậy đây nóng lắm nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi chờ nó thôi. Cái tờ khăn giấy của nó là nó màu vàng vàng mọi người. Tờ khăn giấy màu vàng vàng. Đôi đũa thì rất là đáng yêu. Đôi đũa có chữ Trung Quốc đây nè. Thế lại mình có lấy thêm một cái đôi này. Nếu như mà khó gấp quá thì mình sẽ ăn bằng muỗng nẻ. Hôm nay là mẹ em mới trang bị thêm cho em một cái đèn ở đằng sau á mọi người, cho nó sáng. Ồ, ta dính mùi nó thơm á. Mà mọi người có thấy ánh sáng mình nó đỡ tối hơn mấy clip trước chưa? Bây giờ sau khi 15 phút chờ thì bây giờ em dở ra coi thử là nó chín chưa nha. Mà bây giờ nó đang bốc khói rất là dữ dội nha mọi người. Nóng quá. Nó vẫn chưa chín lắm mọi người ơi. Nó vẫn còn hơi. Nhưng mà cái mì chín rồi nè. Đó.
nhưng mà bánh gạo nó còn hơi cứng. Bánh gạo chúng ta để dưới á. Đúng rồi, bánh gạo nó đúng rồi, phải để dưới á. Giờ nhận dưới đi. Nhận bánh gạo xuống dưới. Chứ để đó, nó mềm mì hết. Ăn thêm cơm mì ăn dừa. Bây giờ mình đậy nắp lại lần nữa nha. Cái lẽ của người ta là người ta không có đậy đâu. Mệt quá, khổ quay lại đi. Ấm bấm đi. Rồi bây giờ nó chín rồi mọi người ơi. Bây giờ em dở ra mình thưởng thức luôn nha. Ý chứ còn nóng quá. Cái này người ta nói 15 phút chứ thật ra phải để 20 phút nó mới chín hoàn toàn đó mọi người. Đó. Bây giờ mình dở ra mình ăn từ từ là vừa. Cái này á, cái nó sâu lắm mọi người. Đây, mọi người xem nha. Đó, bóc phớ luôn. Cái này chắc em phải ăn bằng cái nĩa thôi chứ cái đũa nó ngắn lắm. Mì nè, mì chín đây nè, bò nè, như có bò nè, đây miếng thịt bò có vài miếng thịt bò nè, rồi nấm bây giờ là nó thành đồ tươi hết luôn rồi nha mọi người. Rồi bây giờ em ăn thử tí xíu mì nè. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Ngon không? Cái bánh gạo nè. Cái gạo vừa chín tới rồi nha mọi người. Cay á. Em ăn miếng mì nữa nha. Mình sẽ qua thử ăn thử mấy cái rau củ. Đúng không? Bây giờ là em ăn thử một cái miếng này, chắc là miếng bò mọi người. Mọi người xem này. Chắc là miếng bò ha. Rồi, bây giờ em ăn thử miếng bò này có phải nó phải là bò thật không nha. Bò mọi người. Nó là bò. Nó dai dai như bò luôn á. Ngon quá. Miếng này miếng gì đây ta? Miếng này hình như là miếng mướp hay gì nè. Em thấy nó có hộp hộp nè. Đó. Món này thì nó rau không nhiều, đa số là mì với bánh gạo. Nóng lắm nha mọi người. Mọi người ăn mọi người nhớ cẩn thận nha. Tại cái công nhận cái đồ sôi với cái đáy lẩu này nè, nó sôi lâu lắm. Bây giờ nó vẫn còn sôi, nó còn bốc khói quá trời luôn nè. Hôm nay có văn phòng ở chỗ em á mọi người, mới đặt sửa lại nữa. Là khoét một cái mảng tường bự này nè, xong rồi mình lắp kính xong rồi sau này mình ngồi mình nhìn ra là mình thấy phụ huynh nào chở bé tới hay gì là mình sẽ thấy được hết. Mọi người có muốn bữa nào á em quay một cái clip về một ngày đi làm của em nó như thế nào không mọi người? Mọi người có muốn không? Mọi người muốn, nếu mọi người muốn thì mọi người hãy comment ở bên dưới nha. Em sẽ quay một cái clip về một ngày đi làm của Linh như thế nào. Em thấy có cái loại mà nó có miếng mà mọi người, em thì em thích ăn miếng hơn mì. Quay xong cái bị đuổi việc luôn.
cái lẩu này mọi người nó có rất là nhiều mùi và có rất là nhiều giá khác nhau luôn á, cho nên là em sẽ cố gắng em tìm, thôi đi mọi người, em sẽ cố gắng em tìm tòi rồi em sẽ thử từng vị mỗi vị là em quay một clip như vậy cho mọi người nha. Cái này á mọi người thì nó hơi mặn, chắc do hồi nãy em bỏ cái gói sốt nhiều quá. Sau này á là mình nhớ canh liều lượng nha, mình bỏ theo cái khẩu vị của mình thôi, đừng nên bỏ nhiều quá. Cay quá đi, cay mà nóng nữa. Nó giăng tùm lum. Mọi người có thấy được độ dẻo của nó không? Chào quá mọi người. Cái gói nhỏ nhỏ nó là sốt cay nha. Hồi nãy mình lỡ bỏ nhiều quá rồi. Ok không sao. Lần đầu mình thử thì mình bị lỗi sao. Lần sau là mình sẽ cố gắng mình chú ý hơn. Cái món này rất ai mà thích ăn cay là rất là thử thách luôn nha mọi người. Ăn miếng mì nữa. Cay quá. Mới đây á, em có đặt á một cái bộ quét âm thanh để mình quay ASMR đó mọi người, quay âm thanh thật á, nhưng mà không biết sao mua xong mà không biết chỉnh, giờ vẫn đang trong quá trình mò. Mì nó cay quá. Má sắp một con hết. Rồi bây giờ em ăn được nửa cái nồi, bây giờ em rất là no đúng không mọi người. Cái nồi này là chắc ăn được khoảng được 2-3 người luôn á. Càng quá no quá. Rồi bây giờ em xin kết thúc clip tại đây nha. Mặt mồ hôi luôn. Nếu mọi người thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe cho kênh channel của mẹ con em nha. Xin chào mọi người. Còn bây giờ thì bye bye.